Jackie Bông xin kính chào quý vị. Một lần nữa, dân chúng chứng kiến một vụ giết người hàng loạt trong giữa tháng 5 do Dimitrios Pagoutsis, một học sinh 17 tuổi, bắn 10 người thiệt mạng và 17 người bị thương trong trường học Santa Fe, tiểu bang Texas. Tất cả dân chúng đều cầu nguyện, nhưng cảnh sát trưởng tại tiểu bang Texas cũng như nhiều phụ huynh và nhất là học sinh Emma Gonzalez, lãnh đạo phong trào tiến lên cho cuộc sống của chúng ta, March for Our Lives, sau khi 17 mạng sống bị cướp mất 3 tháng trước đó tại trường học Parkland ở Florida. Tất cả cho là cầu nguyện không chưa có đủ. Chúng ta phải nói lên tiếng nói của chúng ta mới được. Vậy cử tri muốn nói gì và phải làm gì? Làm sao ngăn chặn một thảm sát mà có thể xảy ra khắp mọi nơi nữa? Làm sao có những thay đổi trên toàn quốc để bảo đảm an ninh cho các trường học? Có phải kiểm soát súng là câu trả lời không? Ông Raymond Dorek, 56 tuổi, một trong 18.000 cư dân tại Santa Fe nói, chúng tôi lớn lên với súng và hoạt động săn bắn. Thường có súng ở phía sau xe để tự vệ, mà chưa từng thấy chuyện xảy ra như thế này. Từ đầu năm 2018 đến tháng 5, đã xảy ra 23 vụ nổ súng tại các trường học. Trung bình, mỗi tuần có một bạo lực liên quan đến súng. Thị trưởng thành phố Houston kêu gọi tất cả các trường công lập của Texas cần lắp đặt mái dò kim loại trong khuôn viên nhà trường. Thường xuyên, súng cũng cướp đi sinh mạng của 90 người Mỹ mỗi ngày. Chừng nào quốc hội mới thông qua những dự luật cải cách sở hữu súng chặt chẽ hơn, trong khi 86% dân biểu và 43 thượng nghị sĩ thuộc đảng Cộng Hòa đều đã nhận tiền tài trợ cho các chiến dịch tranh cử của họ từ NRA, Hiệp hội Súng đạn Quốc gia, nhóm bán súng giàu sổ, đã mua chuộc và hối lộ các nhà lập pháp thường xuyên. Họ cho 52 triệu Mỹ Kim cho các ứng cử viên Cộng Hòa, trong đó có 30 triệu cho ứng cử viên Trump năm 1916. Nước Mỹ muốn thông qua vụ kiểm soát súng đạn, nhưng chưa thành đạt được vì quốc hội còn lệ thuộc đồng tiền của họ quá mãnh liệt. Dưới thời Tổng thống Obama, những nỗ lực thông qua kiểm soát súng đạn đều thất bại vì đảng Cộng Hòa chiếm đa số trong quốc hội. Nay, dưới thời kỳ Tổng thống Trump, thì lập pháp, hành pháp và tư pháp đều nằm trong tay của đảng Cộng Hòa. Vậy, cách duy nhất để nói lên tiếng nói cử tri là gì? Đó là đảng Dân Chủ đang ráo riết vận động cử tri bỏ phiếu cho đông để mong chiếm lại đa số trong cuộc bầu cử giữa kỳ trong tháng 11 năm 2018 này. Nhiều dấu hiệu cho thấy cuộc chạy đua năm nay sẽ tốn kém kỷ luật để bầu lại 435 ghế dân biểu và 33 ghế thượng nghị sĩ. Bà Sarah Briner, giám đốc nghiên cứu tại Center for Responsive Politics, một tổ chức theo dõi tiền bạc trong chính trị, nói là chi tiêu sẽ tăng 29% cho giữa năm nay, cao hơn 3.8 tỷ Mỹ Kim so với chi tiêu hồi năm 2014. Jackie Bông xin kính chào quý vị. Ban tổ chức trại hợp bạn hướng đạo Việt Nam Thẳng Tiến 11 chân thành cảm tạ Teletron USA đã bảo trợ tài chính cho các chương trình sinh hoạt trại. Teletron USA hiện có chi nhánh tại Eden Center, Virginia, cách đất trại Thẳng Tiến 11 khoảng 35 phút lái xe. Kính thưa quý vị, chương trình Good Morning Washington DC đến đây xin tạm ngưng. Cứ mời quý vị đón xem Good Morning Washington DC vào 9:30 sáng giờ Hoa Thịnh Đốn, từ thứ Hai đến thứ Sáu trên hệ thống đài truyền hình SBTN. Kính chúc quý vị có một ngày hạnh phúc bên người thân yêu và gia đình. Bích Phượng xin được kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát hành kỳ tới.